Rất là phấn khích với cả rất là vui khi mà mình thấy có nhiều người cùng với đam mê và sở thích của mình. Mình sẽ dùng từ tuyệt vời, mới mẻ, chung đáo, năng động. Có lẽ là trong lĩnh vực sáng tạo này thì chúng ta sẽ hơi nhạy cảm hơn một xíu so với những lĩnh vực khác. Và cái sự nhạy cảm sẽ đôi khi sẽ khiến cho chúng ta cảm thấy hơi khó khăn trong cái hành trình theo đuổi cái ước mơ của mình. Thì anh rất thích một cái từ khóa của ngày hôm nay, đó là từ khóa can đảm. Bởi vì chúng ta phải có sự can đảm để theo đuổi cái ước mơ của mình. Cái ngày hội ngày hôm nay thì nó sẽ giúp mình biết nhiều hơn về cái ngành này, và thứ hai là mình có thể sẽ có được cơ hội được apply vào một cái công ty nào đó ở đây. Các bạn sẽ tìm được một cái phù hợp nhất với mình và có một trải nghiệm thú vị. Mình chúc là tất cả các bạn thì có thể tìm được một cái ngành nghề phù hợp với mình.
tìm được một doanh nghiệp tốt và phát triển được bản thân. Mình chúc là các bạn luôn giữ được cái lửa, cái đam mê của mình để có thể tiếp tục cái hành trình, mặc dù là nó có thể là gian khó. Sẽ kiên trì, cố gắng, tại ngành này là kiểu phải cố gắng nhiều. Các bạn hãy tự tin là một, và thứ hai là hãy cố gắng tự học hỏi ở nhà nhiều hơn thì sẽ rất là có lợi cho cái công việc về sau của mình.